tác giả, Bồ Tát Long Thọ, Hán Dịch, Tờ Y Hậu Tần. Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập. Môn thứ một, Quán Nhân Duyên. Giải thích, nay sẽ giải thích tóm tắt nghĩa Ma Ha Diễn. Hỏi, giải thích Ma Ha Diễn có nghĩa lợi gì? đắc Ma Ha Diễn là tạng Pháp rất sâu của chư Phật trong mười phương nơi ba đời, vì người với căn nhạy bén và đại công đức mà nói. Chúng sinh bạc phước, với căn chậm lục trong đời mạc, dù có tìm đọc văn kinh, cũng không thể hiểu rõ một cách thấu triệt. Ta xót thương những chúng sinh này vì muốn cho họ khai ngộ và chính vì mục đích biểu dương Pháp Đại Thừa Vô Thượng của Như Lai nên lượt giải thích nghĩa Ma Ha Diễn. Hỏi, Ma Ha Diễn vô lượng vô biên, không thể đếm kể, ngay như Phật ngữ mà còn không thể diễn tả hết, huống chi là giải thích, diễn rộng nghĩa ấy. Đáp, chính vì vậy nên đầu tiên ta đã nói, giải thích một cách tóm tắt. Hỏi, vì lẽ gì gọi là ma ha diễn đáp ma ha diễn nghĩa là đối với nhị thừa là trên nên gọi là đại thừa là thừa có thể đi đến quả chư phật lớn nhất nên gọi là đại là chư phật đại nhân nương theo thừa ấy nên gọi là đại lại có thể diệt trừ nỗi khổ lớn của chúng sinh ban cho các việc lợi ích lớn nên gọi là đại lại là chỗ nương theo mà hành của các vị đại sĩ các vị bồ tát như quán thế âm đắc đại thế văn thù sư lợi di lạc vân vân nên gọi là đại lại vì thừa này có thể đạt tới cùng tận biên vực nguồn cội của tất cả các pháp nên gọi là đại như trong kinh bác nhã phật tử nói nghĩa của ma ha diễn là vô lượng vô biên do nhân duyên này nên gọi là đại nghĩa nguyên thâm của phần đại gọi là không nếu có thể quán triệt được nghĩa này thì thông suốt đại thừa đầy đủ sáu. Ba la mật, không còn chỗ chướng ngại. Vì thế, nên nay ta chỉ giải thích về không. Giải thích không phải dùng 12 môn để thâm nhập nghĩa không, trước hết là môn nhân duyên, tức pháp do các duyên sinh ra. Hỏi, pháp do các duyên sinh, tức không có tự tánh. Nếu không có tự tánh, làm sao có pháp này? Pháp được sinh do các duyên có hai thứ. Một, trong, hai. Ngoài, các duyên cũng có hai thứ. Một, trong, hai. Ngoài, nhân duyên bên ngoài, như viên đất sét, vòng quay, sợi dây, thợ gốm vân vân, hòa hợp, nên có cái bình sinh. Lại, như có sự hòa hợp của chỉ tơ, động cơ, thợ dệt vân vân, mới sản xuất ra thảm. Lại, như vì có nhồi đất, đắp nền, cột kèo, đất sét, rơm, nhân công vân vân, hòa hợp, nên có được nhà. Lại, như vì có đồ đựng lạc, dùi khoang, nhân công khuấy vân vân, hòa hợp, nên có tô sản sinh. Lại, như vì có hạt giống, đất, nước, gió, lửa, hư không, thời tiết, nhân công vân vân, hòa hợp, nên mới có mầm nảy sinh. Phải biết, các pháp của duyên ngoài đều cũng như thế, nhân duyên bên trong, đó là vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, mỗi nhân duyên đều nhân trước mà sinh sau. Hỏi, các pháp trong, ngoài như thế, đều từ các duyên xuất sinh, chẳng phải là không có tánh đó sao? Nếu tự tánh của pháp không có, tha tánh cũng không có, thì tự, tha cũng không có. Vì sao? Vì nhân tha tánh, nên không có tự tánh. Nếu cho, do tha tánh nên có, thì bò do tánh ngựa nên có, ngựa do tánh bò mà có, cây lê do tánh cây nại nên có, cây nại do tánh cây lê mà có. Ngoài ra, các cây khác đều nên như vậy, mà thật sự thì không như thế nếu cho vì không do tha tánh nên có chỉ vì nhân cái khác mà có thì cũng không đúng vì sao vì lẽ nếu do cỏ bồ nên có chiếu ấy thì cỏ bồ và chiếu là một thể không gọi là cái khác nếu cho cỏ bồ đối với chiếu là cái khác thì không được nói vì do cỏ bồ nên có chiếu vả lại cỏ bồ cũng không có tự tánh vì sao vì cỏ bồ cũng từ mọi duyên xuất sinh nên không có tự tánh vì không có tự tánh nên không được nói là do tánh của cỏ bồ nên có chiếu. Thế nên, chiếu không nên lấy cỏ bồ làm thể, các pháp do nhân duyên bên ngoài sinh ra như bình, tô vân vân, đều cũng như thế, tức không thể được, pháp do nhân duyên bên trong sinh ra đều cũng không thể được như thế, như trong luận Thất Thập đã nói, pháp duyên thật không sinh. Nếu cho là có sinh. Hỏi, là ở trong một tâm hay ở trong nhiều tâm. Pháp 12 duyên này thật sự tự chúng không có sinh. Nếu cho có sinh thì là có trong một tâm hay là có trong nhiều tâm? Nếu có trong một tâm thì nhân quả sẽ sinh chung trong một thời điểm nhất định. Vả lại, nhân quả đều có cùng một lúc thì việc này không đúng. Vì sao? Vì thông thường vật thể nào cũng nhân trước, quả sau. Nếu có trong mọi tâm thì pháp 12 nhân duyên đều dị biệt, tâm chung của phần vị trước đã diệt rồi. Phần vị sau, cái gì sẽ làm nhân duyên cho diệt pháp không hề có thì cái gì được làm nhân? Nếu pháp 12 nhân duyên có trước thì lẽ ra hoặc một tâm, hoặc nhiều tâm, nhưng cả hai đều cùng không đúng, nên mọi duyên đều là duyên rỗng không. Vì duyên không nên pháp từ duyên sinh cũng không. Chính vì thế nên phải biết, tất cả pháp hữu vi đều không pháp hữu vi còn không, huống chi là ngã. Nhân vì pháp hữu vi, năm ấm, 12 nhập, 18 giới nên nói có ngã như nhân có thể cháy nên có sự cháy nếu ấm nhập giới không thì càng không có pháp nào có thể nói là ngã như không có thể cháy được thì không thể nói là sự cháy như kinh nói phật bảo các tỳ kheo vì nhân nơi ngã nên có ngã sở nếu không có ngã thì sẽ không có ngã sở như thế vì pháp hữu vi không nên phải biết pháp niết bàn vô vi cũng không vì sao vì năm ấm này đã diệt lại không sinh năm ấm khác nữa đấy gọi là niết bàn năm ấm xưa nay tự không vì đâu có đối tượng diệt nên được mang tên niết bàn vả lại ngã cũng lại không thử hỏi ai sẽ được niết bàn hơn nữa pháp không sinh được gọi là niết bàn nếu pháp sinh mà thành tựu thì pháp không sinh cũng nên thành tựu pháp sinh không thành do trước đã nói nhân duyên sau sẽ lại nói nữa nên pháp sinh không thành vì nhân nơi pháp sinh nên gọi không sinh nếu pháp sinh không thành thì pháp không sinh làm sao thành được chính vì lẽ đó nên hữu vi vô vi và ngã đều không